Hello cả nhà, lâu quá trời thì mới ghé lại bến Sông Trời. Mà cô lái đò thì đã đi rồi, không còn chèo đò nữa cả nhà ơi. Do xích mích với cái chủ nhà ở đây, cũng ba cái tình hình là lụm lon bia không mà hai người xích mích với nhau, cho nên là bả nghỉ đưa đò luôn rồi. Ác đạn cu ly trường thiệt. Bay bay vào mặt nước vậy. Ở đây thì rất là mát mẻ, nhờ được cây bàn nè cả nhà. Nó cây cây bàn lâu năm lắm rồi, từ cái lúc mà mình biết về cái bàn này á, là mình còn nhỏ xíu tuổi luôn á nha, là khoảng là cái thời đó mình còn đi học đó, là lúc mình biết là cái bàn nó đâu bự hơn cái ghế nữa chứ, cái ghế luôn, có cái cây nữa nè, là bự hơn này ít xíu. Bây giờ nó bự như nè, cái này rồi. Ở đây thì mặc dù nó được mát mẻ nhưng mà xuồng ghe qua lại rất là đông. Bà con trong ruộng người ta đi chợ, ta đi bằng xuồng gió, đông lắm cho nên nó ồn ào. Cái đó cái gì vậy? Cái gì hả? Sao bãi đạn vậy trời? Dạ thương, tại vì ở đây là ngay chân ngã tư nè đó, nên là rất nhiều xuồng ghe qua lại. Mình thì sáng mình kêu mấy anh chơi bàn là mua ruột heo nướng đó, mà toàn làm biến không, mà ruột heo thì là lâu quá, kiếm mấy con cá làm ly chia cho nó nhanh. Đi mua rượu à? Mày cứ ra chợ mua cái gì chứ, hay sẵn mà mua vô Bách Hóa Xanh kiếm mua cái gì thêm nướng đi mày ơi. Nè tiền nè, mua đất đá luôn, vô Bách Hóa Xanh kiếm mua miếng thịt đồ này kia á. Mua mẹ cái dĩ đi. Thôi bỏ đi Hải ơi, thụ bỏ hồi lấy cái dĩ nướng đi. Này nướng nó không hôi mà nó ngon lắm nội ơi. Trời ơi, không đẹp bộ. Sao đâu quá. Sao chín lắm. Tại vì mày chưa biết ăn nướng kiểu này hả? Ăn rồi người ta có chế dầu lên nữa, cái này mình ta chế dầu lên nó không dính. Mà người ta đánh dãy mình đâu đánh dãy. Ăn bỏ dãy mà. Ghé xin thùng mì luôn. Đi kiếm mà có ai mà giật vàng đó, giật vàng kiếm mà có ai ấy mua ngủ nếp đục quá, lâu quá không muốn cái đó. Ta đâu ta, tao có không biết nữa, tao giết cô ba không biết chỗ nào. Cái này đúng chắc là kêu bằng là nhỏ bờ nhỏ bụi nè cả nhà. Bờ là bờ kè, bến sông xưa, bến sông trời chứ. Hồi đó là hay mấy anh em hay nhỏ bụi hay hẹn ra bến sông trời đó, bây giờ là cũng là bến sông trời mà đi thì kiểu này nó thiếu tùm lum tà la hết. Thành quả nãy giờ đây bà con, chín được hai cái cá chín chưa vậy trời? Chín rồi. Muối. Ủa đâu vậy? Mua nè, đang mua đây nè. Để mua dĩ nướng, mua than nữa. Trời ơi, khỏi đâu chín hết trơn rồi. Mua chín hết trơn rồi. Không chạy nữa nha. Ừ, mua trà đá luôn. Ôi trời. Trời ơi, trời ơi, nó đi chứ mua gì vậy trời. Than, cái đây có sẵn rồi, mua chi nữa trời. Ê, cái lá này mình chấm nhẹ nhẹ thôi, chấm mạnh quá nó lủng cái lá. Không nó khô có lủng lắm. Trời nãy chưa uống rượu trời. Chết. Không rồi, nãy giờ là nhậu được rồi. Hai cái phi chiên, hai cái phi nướng. Hai cái phi chiên của con bé Hải. Chuyện
xa xa bên kia là cái nhà, đó là nhà của cái nhà hai tấm từ đây tới đó, cái nhà là cái đó là cái nhà của Tý Liên ngày xưa đó. Nếu mà cái nhà mà có để ý lại trong cái nhà của mình, thường thường có mấy cái ca đỏ đỏ đó, nó có chữ Tý Liên đó, là nguồn gốc là ở đây đó cả nhà. Cái chữ mà có những cái ca mũ mũ nước rồi đó, những cái hùng đá rồi này kia rồi đó, là có chữ Tý Liên đó, Tý Liên là ở đó đó. Alo. Alo. Nghe. Cũng tình em được không? Phù hộ đất đai, phù hộ như chặt, phù hộ nó con nhậu mà làm ơn phát tài phát đạt. Nhậu đừng tới xong nữa. Còn đừng có cho con ăn ngủ nha, con đặc biệt. Mày bà con có hát nha, mắc cười con uống không được. Lâu lắm này mày mới uống cái kiểu này á. Không, nó là một có một lần nó chơi cái này rồi đó. Cái vô em cho mày nè. Là lâu đời lắm rồi nữa, chắc em cho em không có ly rượu. Vô cái miểu đó kìa chứ. Coi vô cái miểu đó, có lấy có cái ly nào không? Có cái miểu trong mặt kìa. Ừ, cái ngọt quá trời ngọt rồi. Ừ, ừ. Ngọt quá. Trời trời, bóp ly bể luôn gì không nổi. Máu uống củ thở mùi chôm chôm ghê trời. Ngon mày, cái uống rượu mà nó thơm mùi chôm chôm. Chỉ điền cắp cái ly vậy. Xin đà quèo. Trời ơi, vô cái miễu luôn á. Miễu người ta không có ly. Có không? Nè, ở ngoài miễu. Sao không vô miễu lấy luôn? Miễu không, còn cái nào chứ. Mấy nhậu chứ có lấy chân vậy. Chắc mấy thằng... Ôi là trời, miễu không có cái ly nữa trơn, mấy hàng ăn nhậu này nó lấy hết trơn nè. Sao quên lấy cái ly, tàn nhẫn vô nhân đạo thiệt. Nè. Ôi. Cái gì bỏ, mới lụm nữa. Ôi, đi ghê, thà lũ ly này đi. Trời ơi, thôi để tao mượn, tao xin cái ly mày ơi. Để tao mượn cái ly trong bà chủ quán, tao mượn cái gà luôn. Ê, kia mua, bà lấy chai trà đá luôn. Ừ. Hỏi bà còn cháo không ta? Đúng là nhậu bụi thiệt. Trước mặt là cái nhà, là cái đó là cái chợ đó nha. Chợ, cái mặt chợ ngang dừa. Vô mình hỏi mượn cái ly thì kỳ quá. Có cái ly không cũ? Còn cháo không? Bán là ca trà đá ơi. Ủa là còn đá không ơi? Còn đá. Mượn cái ly không cũ ơi. Đâu? Ơi có ca mũi ca rồi cũng sẵn chút vô giả một lần một luôn. Có ca đâu. Ừ. Ca đỏ rồi. Không có ca. Nước là nước gì vậy? Dạ đó. Uống được không? Được, uống vô lấy luôn. Không mũi cái nắp nha. Đây thì xin lỗi, cái nhà là cảnh thì đẹp nè, mát mẻ, view rất là ok luôn, nhưng mà do xuồng keo qua lại nhiều nó ồn lắm cả nhà. Thôi là mình cũng chọn quay ở đây nhiều lắm á. Nào đổ nước cho, cái này nước uống được đó, nước trà đó, thấy chưa? Ba cái ba thằng luôn. Đã. Đang nhúng gọi cho đi được. Mượn cái xuồng có ai chèo qua cho nó dễ.
qua đường Vĩnh Đoạn Vũ cũng được nữa. Có mua thịt gì thêm không chí? Mua tôm hả? Ở đây có tôm mà nhóc như này mà chí ơi, sao đi được chí? Mày giờ có lò là xích ở đây nè, nướng cho nó dễ trời. Còn hàng chính nè. Đi đoạn mà giống Vũ qua khác bên nè. Cái đốc vô đi rồi. Chợt cho nó đè cho chết. Cái gì vậy? Ngủ không nè? Để tao chưa ăn miếng nào hết trơn á. Sao đâu? Đi còn hả? Đi, muốn đi giờ không? Thôi mình nướng cá đi, mình để tao hót rồi. Hẹn 9 giờ để nướng nha. Ừ. Để tới chỗ luôn có công mệt chứ. Vậy chứ nè. Dạ được không? Giờ kéo ơi, cho hàng tay uống nó dễ. Đi giờ cái thằng nhỏ lên đây nè. Giờ gì? Nhỏ sẽ nhẹ còn sao giờ được. Hàng nó chín là giờ được. Giờ chứ sao ngồi. Giờ chứ nè, lại tới đây được rồi. Cái này nè. Đẩy ba cặp lũa lại á. Sao vừa nóng lắm, càng nóng quá à. Sao đâu? Rồi, giữ cá đi. Người ta tóc này sao hả? Đập. Má có một quy á. Kể mày nghe, quy á nè, tóc dao cái này luôn nè. Đập má, là cầm như là không? Nó chặt một cái rồi, bể ra luôn nát. Để mình cần cái sắt thịt. Đưa luôn bà con ơi. Cái này đúng là nhậu bụi rồi đó. Phải không có mấy cái ly này góc vỏ không chơi muốn thiệt rồi. Nếu mà nhà xa mà không có chỗ mượn ly được á. Ai chín chưa? Để đợi chín còn sớm đi. Má người đi chợ không có muối rau nữa trời. Cua trời ơi trời, thằng canh uống cua uống chết luôn vậy. Nè, đâu rồi vậy? Vừa rửa cháy lên. Má này thưa còn cái bà đưa đồ ở đây ngon quá, cô lấy đồ xưa. Nhờ bà mua này mua kia cho tiền bà. Dễ, bà chèo xuồng qua tới bà ảnh cái đập quá bà luôn rồi. Cho tiền bà cái xong. Tại vì bà đi lấy chồng ở ngoài rồi. Còn ra bà già anh chết, bà có con bà có cháu rồi chứ. Đây là củ nếp đục nha các bà con. Củ này nó uống nó ngọt ngọt, nó dễ uống. Xịn nào không hay. Ngọt quá. Cái gì ngọt? Cà phê. Tao tính thành độ muối ngọt chứ. Ủa chim lên hả? Nhìn vô thấy nó mắc mỹ quan đô thị quá vậy. Mày gót đây tao nước cho. Ở đây còn nữa, tao rửa hàng cát qua đây nó nóng. Cô đại đi. Cô chứ ơi, bỏ đây vô hồi nó cho không à. Nó cái đó. Thằng bỏ vô hết mẹ rồi đâu có đem về đâu.
giấu đây nè, muốn ra nước nữa. Giấu ở đây giờ mưa ướt hết, giấu ở đây mới ăn chơi ngồi bụi ở đây, tao lấy chơi nè. Dở miếng thiết được không? Ừ. Ai có chừng dở miếng thiết cái lần có gì dưới luôn á, có mấy đồ giấu đồ dưới á, mấy ngồi bụi kìa nè. Ta đứng iPhone luôn. Luôn. Không phải của mình là mình tắt. Má giờ tới cái cây rồi. Cái gì cũng có. Mày vô uống để làm gì vậy, để ngồi nó chỉnh cho, đưa cây này, đưa khúc cây này, đưa khúc cây này. Để cho nó, mày tránh cho nó còn cháy nữa. Đây, đưa để lên thôi khói. Đây, đưa khúc cây này, chỉnh rửa cho. Ừ. Để tạo quá thiên nhiên đi. Ừ, má nó mua mớp, nó ngồi, nó đầm trời mà tháng 60 triệu. Tháng 7 mới đưa này ăn rồi, bước luôn. Đi cơm nè. Ủa đi. Cái này mùa mấy dưới không? 7. Mày đến đi giật không? Ủa chính hả? Ừ. Năm nào tao không đi. Năm nào tao không có thẻ nữa. Năm ngồi đứng ở ngoài cũng được hai thẻ. Sao vậy, dục ngoài hay gì? Nó dục ngay tao, tao lụm thôi chứ sao vậy? Không có năm nào mà tao dám đi chứ. Đi sợ càng lên. Tập trung ở nhà bển cái hả? Thằng Út lớn hả? Nó buông ra hả? Mà chưa thấy đâu, nó muốn chết tao luôn mày. Đó rồi. Trời, cái thằng này thêm chừng 5 phút nữa tao chết chóng luôn á, tao mệt á. Để bị anh tìm đó. Ép lắm, mà mệt lắm. Cái dạng mà ta lắng qua, lắng lại, lắng lại qua, lắng lại lại. Không ngủ đâu. Thử. Bạn có cho không? Để đi, cho gió tự nhiên á. Gió tự nhiên là chiều, chưa chín á. Chỉnh mẹ nữa. Đủ mồi nhậu rồi. Thì ngọt dữ luôn trời. Cái ai cho vậy? Mua 30 ngàn. Ăn nhau cái này đỡ chỗ không? Cái đầu nó ăn ngon dữ hơn nữa. Ừ. Ăn được tám cái đầu không? Trời trời. Chờ ghe qua chứ. Nào cho chấm lại review con coi Chí. À tôi mới ăn rồi. Rồi thôi cá. Tôm thì sao? Tôm tôm bỏ hả? Tôm ăn hoài. Kìa có hai con đang chờ kìa. Cá ngon quá. Nè. Cho nó ăn miếng cho tội nghiệp đó. Mày con. Chút vô nhà không có sủa cái mày. Để tao làm con tôm đi. Giờ đi muối đá hả? Giặt cái khăn lên nội. Ủa? Khăn giấy mà giặt đi nội. Khăn giấy giặt được sao ta? Ai biết đâu. Đây là tôm càng nha. Tôm càng bây giờ thì dạo này ở dưới quê nó rất là rẻ. Đây. Những người mà nuôi tôm muốn bể nợ hết trơn à. Đi vô bán không có giá. Mấy con nhỏ nhỏ này xô xô ra thấy 1 ký rồi. Người ta mà bán ra chắc bảo 1 ngàn ký quá. Nó ghê ghê mày, sống luôn nè. Mình quá cây xanh này có nè chứ. Hả? Quá cây xanh này có nè. Cây xanh nào?
mấy cây xanh nè. Mỗi năm nghèo thì chịu. Thì tôi điện xong rồi có đá chạy được nhà nó. Ừ đúng rồi. Đi bộ lại tới nữa. Chứ đem ra được chẳng hạn quên nữa, anh trọng á. Anh trọng đâu, anh trọng nó có nhà đúng không? Hả? Dạ. Có hả? Nó là chủ tịch hội người cao tuổi. Trịnh Văn Trang hả? Trịnh Văn Trang. Ăn ngon á. Ủa mày đang đâu vậy Trạng? Trạng. Đi quay gà kè chứ nè. Nướng tôm đợi mày ăn nè. Có tôm nướng tôm này ra đây ăn. Ăn trứng kìa mày, ăn trứng đi. Trứng, trời chi. Đâu mày? Tao chạy vô tao rước. Đi bộ ra tới chừng. Lại mày. Thì lại mày lấy miếng nước đá luôn nha. Có nhà còn gì ăn không? Còn thịt heo, cá lụa. Con đá không? Con đá hả? Thì mua ghé mua ngạn ngạn đá giùm tao đây. Nhà có tủ lạnh không? Tao với ông Nhớ với ông Hải. Chứ ông anh tao mới ở bển về. Xong rồi. Bệnh. Vừa lấy chai nước suối luôn rồi. Mua kia cái mua trà đá không đi. Đúng không? Trời ơi, nhà nó có tủ lạnh thì em... Cục đá được rồi, còn nước nữa. Còn nước nè, nước nó... Ít chai chai suốt được. Hai người quá trời. Còn dư không? Ừ. Vì bỏ cá lên cho nó kêu kêu đi. Hả? Bỏ lên. Để củ ta. Má ăn ngon mày ơi. Ý má ơi, kêu ông trọng hai miếng lâu quế rồi để ăn kìa. Ông kia nó hồi nó không đi luôn á. Không ra luôn. Ngon tôm ngon mày không tôm hả? Ăn chứ. Ăn cột lột coi. Đúng rồi. Để tao lấy miếng thằng đấy của tao lại nha. Ăn tôm lột dơ tay, tao chùi tay sạch sẽ. Hãy tao lấy vào ông miếng kìa. Đồ quá, nó ngủ bạn bè là đông quá ta. Biết có ăn không? Cái phê kìa tí. Đồ, đồ buồn hả? Hả, bóng cái gạch không? Tôm thế này gạch gì dữ lắm. Ồ, làm gì có kiến lên ta. Ồ, à, bá cháy rồi. Con đen nó mất tiêu rồi ta. Trên đầu nó có con đen mất tiêu rồi trời. Chín chục bỏ cục đó đủ tao ăn luôn á vậy. Ừ. Trên đầu con tôm á. Mấy con chưa chín không rồi. Mày lột thử coi chưa chín thì quăng lại nướng lại. Phải chưa chín đâu. Tại nhầm con tôm mà qua đá đó, nó dữ đó. Tại đó, khô ra, khô tóc hết trơn, chưa chín gì nữa. Tôm chỉ sợ cái đầu nó thôi, cái đầu mà nó chưa chín ăn dễ bị đau bụng. Nó chưa chín là khỏi ăn cái đầu. Chó ăn nó nằm kìa. Rồi còn chó vàng kia nó mất tiêu ha. Đó. Chó vàng kia kìa. Chó vàng của ổng á. Nhỏ nhỏ mà nó khôn lắm nha. Ông gọi nó cho gọi bình thường nha. Ông ôm nó là nó táp nó liền. Mày biết bà cà vàng không Hải? Bà cà vàng mới đi bán số hồi đó đó. Không. Nghe quen ta. Bà cà vàng á. Trời ơi. Bà cà vàng nghe. Bà hồi đó mắc cười. Không phải là mắc cười bà. Mắc cười mấy bà kia đó. Quýnh bà với bà. Quýnh bà quýnh bà tướng sắt á. Bốn người quýnh bà tướng sắt kìa nè. Có bà nữa. Cái bà nội này ghét bà.
Quýt tứ sắc á, ghét bả, cái đó là sao phải không? Quýt con ngựa vàng á. Con ngựa vàng. Sao bà nó phá thân vàng. Con ngựa vàng. Mà nói nhắn mạnh rồi là kêu nghe, mới ghê lắm, mất cười luôn. Con ngựa vàng. Xuống. Ai vậy? Chậu. Ủa sao đi bộ qua đó, đi bán nhanh rồi. Nó đi xe rồi, kế bên vậy, nó đi bộ qua tới nữa, đi vòng ngay không nè. Đá tủ lạnh. Đâu mà để thử, đợi mình không được chết. Là mày á. Để thử mày không hả? Nè, đâu. Đâu không kìa. Cho nó vô nó ngồi. Đâu, vậy đâu. Cái này làm ăn sao anh? Nói, nói, nói. Anh làm bên Mai Táng. Mai Táng hả? Ừ, Hồng Nguyên tập đoàn Mai Linh á, chuyển qua Mai Táng rồi. Chăm sóc mấy người đi về bên kia đó hả? Ừ, về bên kia thế giới á. Mày hỏi người cao tuổi là coi có mối gì không? Tôi ba, bỏ được gì. Nó tính ngủ luôn á, ông quỷ. Vậy này mình cũng không lên luôn hả? Không, nó làm gì? Để kiếm cởi ta. Sao kiếm ở dưới vậy? Để đi kiếm ở nước nè. Không ngủ có nước nữa đâu. Không ngủ không nước thì vô luôn. Tại vì nó ngủ không nước uống được. Trong này lâu lâu gặp lại thấy cũng vẫn như xưa vậy ha. Cơm mới hái được, má gụi chắc không đủ mày ơi, má là uống ngon quá. Con cá phi nền nè. Em đi chọn. Con đũa đâu mày ăn? Ăn bóc. Đây có rượu ảnh kìa. Con bóc mà, tôm ăn bóc. Tôm mình cầm đôi đũa mình lọc tôm được không? Mình nói con cá nè, anh nói con tôm. Cá ta ăn bóc luôn. Chân chơi mình hả, chân chơi. Ờ, nó kéo đi con lại nó 14 con rồi nè. Ừ, nó kéo nguyên rồi mà. Kéo nguyên là dài luôn. Này là cho được chứ không á. Đó là dài cho chụp luôn. Con tao luôn có ai vậy? Mày á. Mày có tao không? Mày có tao con thôi. Chợ ngoài tăng nắng khăn trang đó, có ở đây mát thôi. Chợ cây mưa tối, nhờ cây bàn này kia nè. Cây bàn này mưa nhỏ là không giọt luôn á. Chỗ chí, chó đây chó màu gì chí? Chó này màu gì? Chả biết. Chó màu đen, chị cũng không biết nữa. Màu cái gì? Chó mực. Chó này là chó này chó mực là hai đen kia heo gì? Hả? Heo đen kia mày heo gì? Heo gừng. Heo đen heo gừng. Tại heo gừng nó đen đen. Tao heo đen là heo bích. Đó. Đó luôn. Vậy đó rồi. Tính tới nái luôn rồi nè. Không, ở đây nắng cây trang nè. Nắng thôi được rồi. Không, không. Con này lột ăn nướng xíu vô khô nó ăn nguyên vỏ luôn. Gì? Lột á. Giờ mới một giờ hả? Lột nhiều. Ừ, 3 giờ tới rồi. Con này thấy không? Được ham lại nha, đưa ham lại. Rồi. Tôm á. Gần nhà Trang chung á.
Khang, thằng Khang nó kêu thằng Âu chứ thằng cậu vợ. Gì hả? Ừ. Có đó người vợ nó nhậu chung tao chứ nè. Này em không gần. Gần sân banh luôn đó. Có sao đó, đâu bằng con với mày đâu. Là con đi vợ ổng. Ừ, con vợ nữa. Thằng Vân Sang thôi chứ đâu có bằng chồng. Đâu có bằng con với thằng Trang. Là bằng con với vợ của thằng Khang. Thì kiểu người ta kêu bằng chung tầm giường vậy đó. Thì với thằng Sang thôi chứ đâu liên quan tới mày. Tới từ ngõ. Đâu liên quan tới mày đâu. Nhưng mà bờ thằng ấy biết chồng hả? Ừ. Thì ví dụ mà bên kia là con gái đi. Nếu mà thằng Âu là con gái đi. Anh nói gì đó, khi nào gặp mặt đi mới biết. Chứ nói thì khoan, đây là xin phép tôi nói là cái thôi. Ừ. Ví dụ thằng Âu là con gái, mà thằng Sang nó kêu bằng gì đi. Mà nhỏ đó có chừng 24-25 tuổi, bằng tuổi gả lấy chồng mà lấy thằng chồng nhắn được luôn. Thằng Âu dám nhỏ hơn chồng à. Thằng nhỏ hơn. Tại sao không? Ông về vợ thằng Âu là anh rể của mày, đâu có bà con đâu vẫn lấy được anh vẫn cưới được luôn Âu. Ông về vợ Sang là anh ruột thằng Âu cái kiểu gì đó chứ không có xử thằng chồng đâu có bà con đâu. Ừ. Nên thằng chồng mà ví dụ mà thằng Âu là con gái thằng chồng lấy được luôn, thằng chồng cưới được luôn, có gì đâu, có bà con đâu, đâu bà con. Ừ. Mạnh ai nó về ai nó kêu thôi, về ai về bà con nhậu như là tao với Chí nhậu nè, ông mới nói tao mới biết chứ đâu biết đâu. Thì mày bây giờ tao thấy 4-5 đời thấy cưới được nữa đó mày. Được. Có mấy trường hợp không? Có. Thấy em có bạn em nè, đó bà con luôn á, nói với vợ nó bà con luôn, có 4 đời rồi. Đó mà bên ngoài thì đỡ nha, còn bên nội thì hơi căng ạ, à. Bên nội không được, cùng họ nha, cùng họ. Không thì ở này bên ngoại đã, nó nhỏ nó bạn đâu, nó bà con bên ngoại. Bên ngoại làm sao, bên ngoại đỡ hơn, chứ bên nội thì nó căng lắm. Bên nội là tàn giảng huyết thống. Huyết thống đúng rồi, chung cái game đó. Ừ, chung game huyết thống là khó lắm. Khó là khó gì, sinh con ra lỡ rồi, thì nó căng lắm. Bên ngoại thì không có gì. Không có sao, con bên nội là dễ căng cấp. Đúng rồi, tại biết đâu, tại người bạn tao đó, bà con bằng gì. Cái bằng gì đó, bà con đi, bà con đi, mẹ đó đi, bà con kia đó. Căng quá rồi, con bằng này nó bị chết. Ra rồi, đùi. Căng quá rồi, nó bị chết. Đã đùi lắm. Má, bà đều quá. Biết lâu có nhậu chồng trời này. Lâu vậy ta? Tiên chó tao kêu nó không nghe lời tao chứ. Chó nghe lời quen tao không, chó này tao nãy không kiếm chuyện mày nha. Tao nói mày hỏi mày gì đó, mày giải thích cho tao hiểu coi. Tao kêu nó vậy, nó kêu lại ngồi cái tao nó không lại ngồi. Mày thấy khó chịu không? Tao nãy khó chịu không? Gì nó hỏi tôi vậy? Mày không biết. Người không biết có quyền hỏi mấy người biết. Tôi tính trả lời là thôi. Ổn quá. Ổn cái lời đi. Mày để đi. Vũ cũng hiệu quận luôn đó không? Ừ. Dây vô bằng đá đổ má không chạy này ra anh trời ơi. Đụng với anh cốc đi lâu quá. Uống đi tới quận ổng liền á. Bụng nửa chiều. Nó ngủ mà đá nó sợ lắm. Đá thiệt rồi đó, đá ngang đá lại, trời trời mới uống đợt rồi đá nữa. Rồi không rồi đứng vòng thứ hai đá nữa. Tại cái gì, cái đó là phải khai phải giữ không? Mấy bà trong cuộn, ừ, bà đàn bà á. Mấy bà đàn bà vô 100, 100, 100, 100 uống bia nha. Ừ. Uống rượu đôi khi còn chăm chế đỡ đỡ, uống bia nó no hả? À. Vừa nó vô 100 cái ly là nhấp chứ nè. Ở cơ phòng không? Quay vừa ở cơ phòng cái. Vô 100 con ơi. Mới vô rồi mấy trời. Mày với nhỏ là tao không biết, tao không thấy vô. Sao đừng ngủ đâu, ngủ đạn quỳ. Uống gì mà hỏi tao thủ rượu nè. Nè, dốc da như này thấy không? Nè. Hết đổ nè. Tao mà hỏi mà đủ chẹo vô nè, sức dầu nóng cũng chết luôn nè. Nè, chốc da chứ nè. Nè, khó chịu. Hồi sáng đi làm nổi luôn. Tao bị chẹo vò đồ, bị sửa cái vò. Sáng mai đập ra đâu nổi đâu. Sức dầu nóng á. Quỳ chơi ác, đè nhau, quýnh quỳ. Nửa tiếng hồ chưa xuống được đó. Quỳ thêm với chiếu mà chiếu mà lội. Ôi, chiếu quỳ đau thiệt trời. Mà mấy bảo quýnh hay lắm nha, mấy bạn. Khốn luôn. Mà quýnh mày, mày quýnh cho bả rồi mày quỳ không á, bả có quỳ gì đâu. Cái con mày có ai vậy? Mình quỳ có chục bạc bên mày của mày ăn á. Có, nãy giờ tao gục con tôm mày ra đâu. Chưa ăn con nào chứ. Lấy của tao. Ừ. Rồi để tao đi tao ăn đó. Bẻ tay không mà, chứ không ai mà lấy miệng cắn bẻ đầu ra đâu. Cái đầu nó chưa chín lại, nó ngọt dưới vậy. Em đi chọn. Tự nhiên bạn ơi, lát xuống hết rồi. Mang là thấy cho mấy anh em ăn hết. Đủ đủ vàng mà.
mới cái cày tao nhớ quýnh ăn hai kia luôn. Ăn bạn quýnh không? Quýnh ăn hai, ăn hai xe luôn. Hai xe. Ai với ai vậy? Bắt rồi. Tao thua lại xe mày. Là bộ mày xua mày quýnh lên mày. Tôi thua lại ngồi trên trường. Ôi má đặt mà trời. Nè. Ăn cái đó uống ba cốc. Ủa trường Nhân Tài hả? Ừ. Con của tao mà trường Nhân Tài sao quýnh được nha. Trời má Tài quýnh. Thằng Trường hả? Ờ. Tao hết chắc mày 50 điểm. Thằng nào? Thằng Trường. Trường nào? Thằng Trường đó, thằng Trường có ông Dần á. Tôi đâu biết Cường nữa đâu. Hay bởi vì mà nó không có đường ra tao bắt nó chắc mày 50 điểm luôn. Biết rồi đó. Trường con cọp á hả? Thằng Hải vậy. Tao bắt nó chắc thằng Hải 20 điểm. Cái thằng ở ngoài ghi cái điểm á. Ờ. Có dữ hả? Có 50 điểm chắc tổn cơ cũng dữ thôi. Tao bắt nó chắc thằng Hải 20 điểm luôn. Rồi bấm ông với ai ai? Ông với... Tao với Hải. Rồi thằng... Tại với ai? Tại với anh Lưng. Lưng á. À. Lưng quá heo. Không. Coi cỡ đâu à? Nhiều chuyến nhiều. Thằng Trường cũng hay lắm mọi ơi. Tao ớt, tao chắc mày 20 điểm á. Tao bảo lắm rồi luôn á. Để quýt không được ra đó. Đi. Không được ra. Hay lắm. Thằng ngàn cái điểm á. Chỉ gửi quýt động tao cho quýt đó đó. Thằng Đăng bị dụ rồi, tao đang dụ con Đăng đó. Trường nó tính là Trường quýt dở. Thằng Đăng á. Chắc tới 50 điểm đủ quá, tôi không được ra luôn. Có tôi với tôi ông Đại á, tôi Yên Tài á, còn ông với ông nhớ quánh điều cơ á, động cơ á. Bây giờ chút cái điện nó chơi liền á. Không lợi đâu. Điều cơ chưa được. Động cơ lợi đâu. Không có chắc nè, không có chạy đâu. Đó mà thằng Tài nó xỉn nó quýnh không lợi mình thôi. Mình quýnh không lợi á. Tao quýnh cho lợi thằng Tài mày khủng. Được cái này. Đó mình thấy ấy cơ rồi, nói gì sao được mày. Thấy đường cơ với nhau rồi. Tại cơ thằng nào cũng xỉn nhưng mà nó xỉn nhiều hơn tao nữa. Tại nó quýnh không được hồi bữa. Nó quýnh bây trái ác lắm nội ơi. Ê, tao kêu Hải đụng má mà đừng có ý đi, đụng má đại quýnh hay lắm. Tao quýnh nhiệt tình thấy không? Tao nói đại quýnh không có tiền quýnh dữ lắm. Không tiền đủ chơi một chơi kêu một kêu khô máu á. Đại quýnh hay lắm, đừng có thả là chết đó nghe. Để chìm mình cũng chơi, nó chơi à. Nó ngủ nè. Bà nè. Xe nào đi, xe đó hết xăng rồi đó. Xe tao hết xăng rồi đó, lấy xe tao. Lấy xe chậm đi. Ừ, xe hết xăng rồi đó. Có hai chiếc xe mà hai người đó xe hết xăng hết trơn. Tập thể mà lấy xe ai đó. Xe hết xăng rồi, tập thể. Lấy gì lấy, có ai nói gì đâu. Đi. Chào bà con, đây mày quen. Qua đường bến Phạm Vũ á. Xe qua, để xe. Bi Úc Diễn á. Úc Diễn quân đội á. Mày biết không Úc Diễn sao? Bi là thằng nhỏ nhỏ vậy. Có xe nhà tao lấy ra tao chạy mẹ mất nước rồi. Ừ. Nhà nó biến rồi, bố đi giờ xe. Nhà ông Niệm nó xe xăng rồi. Thôi, công lắm. Đi. Nè ông nói đi. Thôi tao nói. Chắc mua thêm ít vụ nữa nó lại. Đặt chút xíu điều quýnh da luôn á. Mua tay nhậu rượu hứng hứng mày. Ăn ăn mồi ăn ngon. Uống nào uống đó đi mà uống rượu uống, uống bia vô. Xe ông ngoài đấy nè, cái xe hết xăng hết trơn rồi. Rồi nói gì kỳ lắm, cái xe hết xăng thiệt, mày mở bình xăng đi. Lấy xe tao đi kìa. Cái xe rộng vậy. Mày mở bình xăng, coi còn cái đi. Đường nè. Số cái đủ á, tôi đang làm biến nữa. Má chưa cái đường ác. Nhà ông chết bến đi mà. Kêu, kêu, bên đó tới rồi. Mày kêu cái ông mới chạy, chạy chẹt lại tới đây luôn. Mà chả không chịu. Thôi video dài bà con ơi, mình kết thúc video thôi nha, chúc cả nhà dồi dào sức khỏe. Còn hẹn video tiếp theo. Mấy giờ? 2 giờ. 1 giờ mười mấy à. Mình giúp lửa cho cả 12 giờ. Đây cầu thang này có qua để lên nướng luôn đi. Nói ngày nào giờ tôi chạy đi mua ấy, tôi uống vòng nữa tôi chạy tôi rút ông Bi. Mua nước tủ luôn mà. Ai đi mua ảnh mua nước tủ em.